Rồi bây giờ chiến lược gia, mỗi người sẽ tự tính toán và chọn cho mình một người nào thi trí và người thi lực. Thì anh thi lực, em thi trí trước. Tính 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 với Trà Ngọc đứng lên. Ok. Rồi hai đứa giơ tay lên coi, hai đứa giơ tay lên. Rồi ok, quyết định. À, Trà Ngọc sẽ thi lực nha. Ủa? Thi thi câu hỏi. Rồi. Đàn ông mình toàn làm việc đầu óc mà nặng nề. Nặng lắm em. À dạ. Rồi được rồi. Còn bên Phương Thanh thì sao? Em khéo lắm, em nghĩ em khéo. Trời, ta nói là vì tình yêu và hy sinh phải không? Trời ơi. Tại vì Đức hy sinh vì tình yêu cho chị. Không phải nếu mà về cái độ cong để hứng cái bóng thì em nghĩ em cong lắm cái bụng em nè. Đó. Đó, thấy không? Được, được, đó. Cong lắm. Rồi được rồi, cong được rồi. Thôi về anh Đức chơi đi ha. Ok, bên đây anh Đức. Còn bên đây là Trà Ngọc. Hai người coi ai thi trước nào. Bánh tù xì. 3 2 3. Rồi thôi. Rồi rồi, Đức vô. Rồi 1 2 3. Ok. Kêu. Trong bài hát Cháu Yêu Bà, tóc bà trắng như gì? Trắng như mây ạ. Quốc gia nào có hình dạng chiếc ủng? Ý ạ. Đúng rồi, chùa Bà Thiên Hậu ở thành phố Hồ Chí Minh nằm đường nào? Mới vào hả? Đường Nguyễn Trãi, đường Đúng Nguyễn Trãi. Từ tiếng Anh nào trong tiếng Việt có nghĩa là may mắn? May là tháng năm ạ. Chính xác. Trong truyện Kiều, Thúy Kiều đã lưu lạc gia đình bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm? 15 năm ạ. Đúng rồi. Cổng khác chiên ở chỗ nào? Cổng có cái núm ở giữa. Chính xác. Cá chấm có bao nhiêu râu? Cá chấm có bao nhiêu râu? Cá chấm á? 2 ạ. Cá chấm không có râu. Con sông nào chảy qua thành phố Paris? Paris. Sông Cát. Không phải. Sông không phải Cát. Sông gì? Sông gì? Sông Sen. Đúng rồi, sông Sen. Cho một dãy số 1. 1, 2, 3, 5, 8, 13. Số tiếp theo là số mấy? 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Số tiếp theo là số mấy? 18. Không phải. Quá. Rồi, trên trái đất, nơi nào chiều dài của bóng người dường như không thay đổi trong suốt một ngày? Nam cực, Bắc cực, Nam cực và Bắc cực. Chính xác. Một con gà đứng trên mấy nhà, nhìn ra phía trước cái ò ò ò, hỏi trứng con gà đẻ rớt ở đâu? Bạn của em trả lời được 8 câu hỏi, các bạn có 4 triệu đồng. Mừng cho đội bạn quá, mừng cho đội bạn. Giỏi quá Đức ơi. Để lên em. Bây giờ tới Trà Ngọc bước vào vị trí. Dũng em bắt đầu. Rồi. Con ngựa nào phun lửa đầy đông? Ngựa sắt. Ngựa sắt của ai? Thanh Giống. Đúng rồi, châu Âu nằm ở bán cầu nào? Bắc. Đúng rồi, tôi chu du khắp thế giới mà tôi vẫn ở nguyên một chỗ, tôi là ai? Con Tem. Đúng rồi, trong truyện Kiều Quảng Thư là vợ của nhân vật nào? Thúc Sinh. Như vậy là qua phần thi đầu tiên thì đội của anh Đức cùng với lại Thùy Anh là nhận được 4 triệu đồng. Còn đội của Hữu Tính và Trà Ngọc nhận được 2 triệu đồng. Chị ơi, chị Anh ơi, bây giờ đội mình để cho chơi công bằng luôn đi. Đổi luôn chị. Đổi luôn đi. Đổi mình đổi mạnh. Đổi đi ạ. Mình mạnh rồi. Đổi luôn. Đổi luôn đi chị. Em không có ngán ai đó. Đây, em thi. Được luôn chị, được luôn. Rồi, vô đây. Tôi đọc câu hỏi xong. Ai trả lời thì phải nhấn chuông, xong trả lời thì mới công nhận. Người đầu tiên trả lời không được, người thứ hai có quyền nhấn chuông trả lời. Phải nhấn chuông mới được công nhận. Rồi, chuẩn bị. Cristiano Ronaldo đã giành được bao nhiêu danh hiệu quả bóng vàng tính đến nay? Mấy? 5. Chính xác. Đã bàn là em thua rồi, em biết. Cầu nào ngắn nhất trong tất cả các loại cầu? Cầu chì. Không, cầu chì. Được. Đúng không anh? Được. Cầu chì cũng được, cầu chì có chút xíu vậy à. Là ngắn nhất rồi, chọn mấy câu nào nhỏ em đối với đứa nhất hoài. Đúng rồi, ok. Hoover thuộc bang nào của nước Mỹ? New York. Chính xác. Yeah. 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 Có chơi, em có chơi. Chơi đi cưng, đừng có ngủ quên nữa nha. Sức mạnh của thần Mensa là gì? Sắc đẹp, sắc đẹp. Bấm đi, bấm đi, bấm, bấm. Nói. Anh kêu bấm thì em bấm thôi. Trời ơi. Trời. Tôi mắc. Không được. Hết rồi. Đáp án này nè, là bằng một cái nhìn của thể biến tất cả các sinh vật thành đá. Ủa đúng rồi, đôi mắt, đôi mắt. Biểu tượng của cung hoàng đạo Thiên Bình là gì? Thiên Bình là cái bình. Không phải. Bấm, bấm, bấm đi. Là gì? Cái bình luôn. Không phải cái bình, Thiên Bình mà. Có Thiên Bình làm, có 3, em có biết. 2, cái 1. Cái gì có? Cái bắt này. Thời gian.
Ở đó là con nai đúng không? Không, phải cái này là cán cân. Thì chưa? Đó, cái cân nè, cái cân, em làm cái cân nè. Trời ơi, thân. Trời ơi, bà để cái gì ta tưởng con nai không à. Nhà thơ Tố Hữu tên thật là gì? Nguyễn Kim Thành. Chính xác. Grammy là giải thưởng thuộc lĩnh vực gì? Âm nhạc. À, bối cảnh thực hiện các cảnh quay của bộ phim. Cái gì của anh? Bộ phim, phim bối cảnh thực hiện các cảnh quay của bộ phim. Dạ, cổ Hoài Lan thực hiện ở đâu? À, cho hết mà, Mỹ. Cho hết câu hỏi mà. Em nghe được chữ Hoài Lan. Hỏi ở đâu? Mỹ là sai. Đúng rồi. Dạ thưa anh, phim và cổ Hoài Lan quay ở Canada và Việt Nam. Đúng rồi. Yeah. Đường kính của một cái quả quả bóng bàn là bao nhiêu? 5 cm. Sai. Bấm đi. 10 cm. Em bấm cho đã nư em chứ. Bạn xíu này đang ấm. Hả? Bấm bạn xíu. 3 cm. 40 mm. Đó. Nguyễn Tiến Minh là vận động viên bóng bàn số 1 Việt Nam. Chưa bấm bậy nữa. Sai luật rồi. Sai luật rồi, dạ. Em trả lời đi nha. Anh hỏi hết câu rồi. Đi anh. Nguyễn Tiến Minh là vận động viên bóng bàn số 1 Việt Nam từng tham gia Olympic Rio năm 2016. Dạ, đúng rồi. Sai. Rồi. Bấm đi. Sai. Tại sao? Đội em nói sai. Anh đó là anh đánh... Dạ? Anh cầu lông. Anh đánh cầu lông. À. Đó. Hay quá. Trong bài hát Dung Văn Dung Vẻ, con gà làm gì? Dạ thưa anh, con gà bới thóc. Sai rồi. Bấm luôn, bấm xuống. Con gà bới bếp. Ừ. Yeah. Trong ca khúc Em Trong Mắt Tôi, cô gái được so sánh với loài hoa nào? 3, 2, 1. Hết. Không biết hoa, em đang dò cái tên hoa. 3, hoa bên thềm. Chính xác. Bông như hoa kia bên thềm, ngã thường không phải sắc màu, ngành đóa hoa đang rực rỡ không sánh bằng. Chữ Titanic có mấy ký tự? Quay lên, xem nó không quay lại. 3, 2, 7. Theo lịch sử, xác của con tàu Titanic nằm ở đại dương nào? Đại Tây Dương. Chính xác. Nam diễn viên thủ vai Jack trong phim Titanic tên gì? Leonardo DiCaprio. Chính xác. Vậy thì nam diễn viên Leonardo DiCaprio có bao nhiêu giải Oscar trong sự kiện tính đến nay? Một. Mấy giải Oscar? Một. Chính xác. Trong cấu tạo nguyên tử, hạt cơ bản nào mang điện tích âm? Hạt electron. Chính xác. Không biết, em biết. Bộ phim hoạt hình Coco được lấy bối cảnh ở đâu? 3, 2. Brazil. Không phải. Bấm xuống, bấm. 3. Mexico. Chính xác. Trời ơi. Ca khúc nào của Hồ Ngọc Hà được sử dụng làm nhạc phim lần đầu tiên? Em hả? Dạ thưa anh là Và Em Đã Yêu. Chính xác. Yeah. Con ốc sên có mấy mũi? 4 mũi. Chính xác. Trong các khí H2S, O2, CO2 thì khí nào nặng nhất? H2SO2. Không phải. NH3. Đâu có đọc cái đó khí đó đâu anh. À, hồi nãy anh đọc mấy khí em đọc lại cho em nghe. Em quên cái khí, em thật quên cái khí rồi. Em... Trong các khí H2S, O2, CO2 thì khí nào nặng nhất? CO2. Bấm chuông. Hồi nãy em... Dạ thưa anh là CO2. Chính xác. Yeah. Lương Xuân Trường là cầu thủ. Lương Xuân Trường là cầu thủ của câu lạc bộ nào? Trời ơi. Hoàng Anh Gia Lai. Đúng rồi. Cái gì có thể chạm vào mọi thứ nhưng không thể chạm vào chính nó? Thấy chưa anh trơn vàng chưa cho té. Dạ thưa anh, ngón tay. Đúng rồi, ngón tay có thể chạm mọi thứ nhưng không chạm vào chính nó. Con của con trâu là con nghé, con của con bò là con bê. Vậy con của con lừa là con gì? Trời ơi. Con. À. Tên nhân vật của Việt Trinh trong Người Đẹp Tây Đô là tên gì? Bạch Cúc. Đúng rồi, Bạch Cúc. Trong tên trường quay F9 thì chữ S viết tắt của chữ gì? S là Studio. Chính xác. Yeah. Đất nước nào rất nổi tiếng với các loại rượu vang? Trời ơi. Pháp. Chính xác. Con đường nào có
5 ông già. Ê. Đường nào? 3 Phạm Ngũ Lão. Chính xác. Sau thời gian tranh giành quyết liệt và đội của Quốc Thuận có được 10 câu trả lời đúng, các bạn nhận được 100 giây. Yeah. Đội Phương Thanh trả lời được 15 câu, các bạn có 150 giây. Yeah.